đó mình xài gần hết, xài hết rồi. Vâng, Duy Minh xin kính chào quý chú anh chị đã trở lại video tiếp theo của Duy Minh. Thì sáng nay quý chú anh chị ơi, mấy anh em mình ngồi rất là sớm nhưng mà chưa tới giờ ha quý chú anh chị. Còn ngồi vài phút nữa mới cho vào. Thì Duy Minh cũng có nhờ chị Bích mua 10 kg. À, cái này sao vô đem được đây? Ồ, mà đem được bình thường ha. À, cái này bao nhiêu chị? Bữa giờ mình dặn cũng hôm nay hơn tuần hả chị? Gì hả? Bình, cầm bao nhiêu tiền em gửi tiền luôn nè. Hả? 400 mà đem gửi luôn cho. À, những cái khăn giấy này á quý cô chú chị là nó bằng cái này nó sẽ dễ dễ ấy ha, dễ lau và dễ rút. Khăn giấy khô. Đó. Dúng nước mình vắt cũng được. Cái loại mà cái loại kia thì một cái chai vậy nhưng mà vắt được luôn. Cái này mà lau một lần bỏ là tí. Không gỡ tiền rồi chị. Vắt được nữa hả? Vắt được nữa hả? Nước. Được. Vắt nước hả? Tại vì nó đâu có đất đâu. Đúng rồi, đâu có đất đâu. Rồi em cảm ơn chị ha. Thì cái quỹ này hồi đợt chị Kim Ngang còn dư lên 100 mấy, hơn 100 cái gì đó. Còn bao nhiêu thì Duy Minh sẽ đắp vô ha quý chúng chị. Đó, còn những cái tiền quỹ mà bà con gửi cho mình để là từ thiện á, là cho những hoàn cảnh khổ á, thì mình sẽ không có sử dụng vào ha. Sử dụng những cái tiền của mình ngày xưa lúc mà khán giả cho rồi đó là mình sẽ xuất ra để mình đưa vô đây ha quý anh chị. Cái nào qua cái đó. Đó giờ vô luôn ha. Đó quý anh chị, đây là khăn giấy là Duy Minh nhờ chị mua lâu lắm rồi nhưng do chị bệnh á, chị không có đem lên được. Đó. Sáng thì Duy Minh cũng có mua ly khoai sữa ha. À, thì mời bà con cô bác vào bên trong mẫu chú ha. Tháng nay thì chút xíu thì sẽ thông báo với bà con cô bác luôn đó. Là một có một cái người nghệ sĩ đó, nghệ sĩ cải lương quý chú vậy, con chào hai vị Bồ Tát Long Hào Pháp Hộ Di Minh Vương. Sáng vô rồi mình cũng chào hai vị con gái. Đó, quý vị chiều cũng chào ấy. Quý anh chị. Đây là cái nơi đi vào mẫu chú ơi. Qua mặt mình rồi quý anh chị ơi. Đó, hai chồng chạy dữ không biết nữa. Được không? Tay lấy lụa quý anh chị. Đó. Sáng nay có điều gì mới không ha quý anh chị? Ai cho qua mặt à? Chiến thắng phải không? Ê đồ chạy như dịch đi. Vậy. Rồi em giữ giùm anh gọi áo rồi coi. Ủa sao mà áo xanh? Sao mà áo xanh? Chơi cái gì là không được rồi. Chơi áo xanh ha. Gì sao thoải mái nó chỗ khác hả? Cái màu này phải không? Màu thoải mái lắm. Cái áo nó không có chạy. Uống chính chị ơi. Giờ đi vào ha. Đó, cái thằng giấy đó. Cái vô ha trình chú. Đó, ha quý chính chị. Dạ. Cái bạc mà mang dạ. Để xe mà nó bự dữ lắm, đại luôn dạ. Cái đồng bàn nó ụp được không? Kiếm sao vậy đem lên. Đại luôn bự lắm. Mà
bạc, nó không phải là cái bọc. Cái đó em lại ở trên em chùm xuống cái là hai xung quanh hết trơn vậy nè. Nhưng mà quan trọng thì sao mà phải gọn. Bạc bao nhiêu mét vậy? À, nó chị thấy cái lòng bàn đó đó. Cái gì á? Sao mà bay xuống đây rồi? Sao mà rớt xuống? Vậy đó. Đã có khi nào nó lại nó gặp cái cuốn cái gớt xuống ta. Nó lôi cái cuốn xuống. Lôi cuốn kiểu như nó gặm gặm thử rồi sao á. Đó, cái nó ăn đâu được đâu, cái vỏ vậy đó. Đúng rồi, cho cao lên đi anh. Càng cao càng tốt. Cho nó ấy nha, tốt. Khả năng là mấy này để nó uống nước rồi nè. Ôi, cái chung luôn á hả? Ồ, cái chung mà anh đang băn khoăn là không biết là bên kia là sao mà cái bịch này lại ra mà là nó pha hết cái này tới cái kia. Nó gặm ra. Thì đó. Chứ mình về nó bao giờ gặm ra nó có dấu đúng không? Không có dấu đâu. Chứ vậy cho bự có dấu đâu. Lăn xuống rồi. Cái bự này. Hỏi đâu rồi, đi thả ngon ha. Ô, có bánh nè. Gì hả? Đâu đâu? Cái gì đây? Ồ, ai chắc cái này ra mà để có số kỹ ta? Qua mình ra là mình còn dọn luôn, càng hơi luôn á. Hôm qua còn ai ở đây ta? Cái này đốt thì đốt, không đốt thôi cho kìa. Mình bỏ đây ta. Bây giờ mình làm cho gọn nè. Mình lấy những cái sáp này ra. Cái này sáp mà cũ mình bỏ hết đi, lấy sáp mới mình đốt luôn. À, đốt lại luôn. Không, mình để cái đó vô đốt luôn ngày nay luôn. Đốt buổi này luôn. Cái đó nó có nước rồi đâu không cháy ngon lành đâu anh, nói phật vàng vàng á. Bây giờ bây giờ mình đem ra ngoài mình úp lại đi. Cho nó nước ra hết đi. Bây giờ tạm thời mình để úp lại đi, chút xíu cái mình lao cái mình bỏ vô đây. Giờ anh có cái quạt anh đốt cái đó lên cho cháy hết đi à. Rồi sắp mưa rồi ha quý anh chị. Thôi giờ khả năng là mấy anh em mình làm đi. Vậy những cái bọc khăn giấy là chừng khăn giấy khô ha sẽ được đây chứ nữa là mình chắc phải cắt lên trình cho chú một cái xong rồi mà sẽ cắt ha quý anh chị. Cái này mình trình xong cái mình đem mình cắt mình không có để đây đó. Ôi cái gì à? Tạm thời để đây đi. Để đây. Bây giờ mình khui ra luôn ha. Sao mình để em thắp bàn nén hương cái trình cái khăn giấy này ha. Đây để đây đi. Để anh phương trình giấy hay nào chẳng để đây được. Đó, đây. Nam mô Di Phật, Nam mô Di Phật, Nam mô Di Phật. Nam mô Di Phật, hôm nay là ngày 13 tháng 6 năm 2023.
con tên Đậu, 36 tuổi, có kênh YouTube Di Minh Vlog thắp nén hương trình giữa các vị các ngài thổ thần thổ mộ thổ địa đất đai dân trạch thần hoàng bổn cảnh long thần hộ pháp ở nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương, cũng như chúc mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Ông tên thật Võ Văn Ngoan, có pháp danh là Tâm Giác, sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958, qua mắt ngày 5 tháng 3 năm 2023 dương lịch, nhằm ngày 14 tháng 2 năm 2023 âm lịch năm Quý Mão, hưởng thọ 66 tuổi. Hôm nay được sự trợ duyên của một người chị, đó là chị Ngân và Di Minh, cùng nhau là mua hôm trước còn dư lại là hơn 100 trong cái quỹ 500.000, chị Ngân gửi cho anh em uống nước, thì Di Minh đã trích ra mua khăn đèn, và còn dư lại 100 mấy, thì Di Minh cũng có đặt chị Bích mua giùm là 400 tiền giấy này, thì cũng xin Di Minh cũng ủng hộ vô trong đây một ít, gọi là tấm lòng thành của Di Minh để là mua khăn giấy với là chị Kim Ngân, để là hỗ trợ cho mấy anh em đến đây để là lao mộ chú mỗi ngày 10 ký. Và sáng nay Di Minh cũng là mua cà phê sữa cho chú uống buổi sáng, thì cũng trình cho chú luôn, mời chú về uống sữa, hòa trình các chị các ngài thổ thần thổ mộ thổ địa đất đai dân trạch thần hoàng bổn cảnh long thần hộ pháp và nghĩa trang Hoàng Viên, cũng như chú Vũ Linh chứng nhận dùm tấm lòng của Di Minh cũng như là của chị Kiên Ngang. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Được chị, mình bữa nào mình cúng được. Bữa nào mình cúng được chứ chị. Nam mô Phật. Đó. Buổi sáng rồi ha. Rồi mình khui cái này ra luôn đi. Khui này ra xài luôn. Trình hết rồi, khui này ra xong cái mình chút mà mình chừa lên một mớ đó. Đây một mớ mình cắt ha, đây nè em xài cái này đi trước đi. Đây là bột lúa ngày xưa nè, xưa đi buộc muống gì là xong cái gì cái mình mở mở gì đó xong ha quý anh vậy đó, thấy không, bột lúa mà xưa Di Minh cuộc lúa là đẳng cấp ở quê nhà ha quý vị. Mùa này cũng không lớn đâu, có mùa làm gầm vậy đó. Rồi bây giờ thì đêm này qua một bên đi, mình ở đây rồi. Trình xong cái mình rồi. Ô cái tấm này bự ha, dễ lau nè, tí chuột nè, lau khô là tấm này đây, lau khô là tấm này, bỏ cái đó đi, thử nghiệm luôn nè chị, đó. Ngon lành ha. Này em nha, em gì rửa phải không, lau khô là, ủa đâu phải em rửa đâu, vợ em rửa mà. Dạ em rửa. Mấy anh em hay tin gì chưa? Tin gì? Nghệ sĩ gì? Nghệ sĩ qua đời đúng không? Nghệ sĩ qua đời. Anh nói là biết qua đời đó. Xuân Yến là mẹ của con Kim Trinh đúng không? Đúng rồi, mẹ vợ của chú Kim Tử Long. Chú Kim Tử Long. Tử Long chứ đâu phải tiểu. Rồi lào hay. Rồi qua đời. Ôi quên nữa, mấy anh em có thuốc không? Để anh chạy ngoài lấy thuốc ạ. Có thuốc ở đây không?
để chạy ngoài lấy thuốc cái đó, là lấy thuốc hút mình khui gói mớ luôn heo của chương trình. Sợ là hôm trước á, là Di Minh có nhận 500.000 thì Di Minh mới không có dùng cái tiền đó uống nước nha quý chị. Đúng là cho ghi mấy em uống nước, nhưng mà mình uống nước cái là hết rồi quý chị. Thôi mình để lại, mình mua cái gì đó cho chú Vũ Linh đó. Thì mua được giặt hôm gai, thì con giấy nè với đèn dầu chứ, thì cũng đã còn có hơn 100. Mua lá ba hai lần 100, một lần 100, hai lần 120, tức là 304 rồi, thì còn lại 160 quý anh chị. Thì mình bữa nay mình mua luôn, mua đóng vô 160 thì này mua 400 đó, mình hùng vô nhưng mà đặc biệt thì mình hùng vô cái tiền riêng nha, không có hùng vô tiền quỹ nha quý anh chị. Tiền quỹ đâu có đó riêng nha, chị Hùng Ngọc gỡ mình 3 triệu nè, cho người nào mà hoàn cảnh mà khó khăn á là riêng ha. Rồi một số chị Kim Anh Nguyễn nè, rồi chị Liễu Phan nè, nói chung là những cái tiền nào mà bà con cho mà riêng thì riêng, còn chỉ nào mà để cho người nghèo là riêng, còn cái nào mà cái việc sử dụng khác là mình riêng, mình không có sử dụng chung hết đâu quý anh chị, không sử dụng ở đâu ở đó đàng hoàng. Mình muốn đóng góp một phần gì đó vô đó. Đây sắp tới là mấy anh em mình phải đóng góp vô từ từ rồi đó. Đây, đổ ở đây. Ui, có thuốc không anh? Thuốc không? Bỏ đó đi, ngồi cắt đi. Ủa, dạ bà ơi, thử lòng anh thôi. Anh đâu có thuốc này đâu. Chứ thuốc thuốc gì? Thuốc thuốc gì? Không, chú, để em nhìn coi, để em khui với. Nè. Anh khui hoài làm sao mà em biết khui? Em biết chứ. Thẩm gài khui hoài cho chú cũng gành ngời rồi chứ đâu phải không gành đâu. Không, em không hút thuốc. Đó giờ em không hút thuốc. Em chích không à. Chích cho mau hút. Đây. Em điếu. Anh cắn đi, em cắn xong em trên với cậu luôn cái này. Thôi để anh đốt luôn cho. Đưa cho thằng đứa liếu thấp. Rồi giấy. Nè, để ra buổi sáng đi. Thôi để đây đi. Nam mô Di Đà Phật. 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 Được chưa nè em? Em không thua không? Thôi bỏ không? Sáng gì chỉ có món gì mà tuyệt vời ý. Rồi có món để làm luôn hả? Rồi. Rồi. Tí chỗ á, em cúng đi rồi em ngang rồi mời chú buổi sáng uống cà phê với hút điếu thuốc ha. À rồi vậy thôi em cắm giùm cho nè, em cầm giùm cho 15 mét đi. Anh chưa nó hấp nhang mà. À, Nam mô Phật. Buổi sáng nay thì Di Minh có mua cà phê sữa với hấp điếu thuốc. Thôi chú ha, mà chú về đây dùng buổi sáng nay thuốc uống một vài sữa tình tang nói chuyện lê ra với mấy con cháu nha. Bây giờ mô phật gung luôn.
à, nói chuyện với mấy đứa con tâm sự buổi sáng ha. Cái này là mình liệu gắn liệu liệu ba chữ gì lại đi. Bữa nay 13. 12. 13. 13 11, bữa nay 13 mà. 13. Vậy mình nói chính xác. 13. Qua em giấy 12 mà. Anh coi lại lịch nữa coi. Đúng không? Vậy là anh lộn đúng không? Đúng rồi, 13. 13. Xin lỗi, xin lỗi, phạt em đi hả? Phạt em ly cà phê sữa hả? Đó, chị Bích thì chị cúng đi vậy. Cúng đi. Gái lùm luôn hả? Dạ. Đây. Gái lùm cái đem cúng giùm cho. Rồi chi thắp hương đó thì để em thắp này để cho được có mấy cái con ấy nó bu vô. Nó có cái ấy rồi đó. Có chân phỏng nha tí. Kìa cái chân cái mặt cưng kìa. Phỏng hay cái nha. Thiên nào. Thắp hương cúng giùm chị buổi sáng này ha, chị có cúng một cái mâm cơm buổi sáng sớm ha quý vị. Nam mô Di Phật. Hôm nay là ngày 13 tháng 6 năm 2023. 36 tuổi của kênh YouTube Di Minh Vlog Thắp Nén Hương trình với các vị các ngài. Thổ thần thổ mộ thổ địa đất đai dân trạch thần hoàng bổn cảnh long thần hộ pháp ở nghĩa trang qua Di Minh Dương. Cũng như chúc mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Ông tên thật Võ Văn Quang có pháp danh là Tâm Giác, sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958. Quả mắt ngày 5 tháng 3 năm 2023 dương lịch, nhằm ngày 14 tháng 2 năm 2023 âm lịch năm Quý Mão, hưởng thọ 66 tuổi. Hôm nay được sự trợ duyên của một chị, đó là chị Bích, sáng nay lên đây sớm cùng với tất cả các anh em và có nấu một cái mâm cơm nhỏ để là cũng dâng lên cho chú. Thì trước là mời chú Vũ Linh, sau thì cũng mời các chú vị để về đây tập trung với chị cũng như là tất cả bà con cô bác hàng xóm của chú một bữa ăn đầy đủ ấm no. Và cũng cầu nguyện cho chú được giảng sanh về miền cực lạc. Và dì Minh cũng không quên hồi hướng công đức cho chị Bích ở Sài Gòn. Gia đạo gia đình được ấm no hạnh phúc, làm ăn phát tài phát lộc, ăn lành. Và dì Minh cũng nguyện cầu với mẹ Quan Âm nhân biến vật thực cho tất cả bà con cô bác láng giềng người hàng xóm của chú Du Linh đầy đủ hết, ăn một bữa cơm ấm no đầy đủ buổi sáng nay. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng các vị các ngài thổ thần thổ mộ thổ địa đất đai dân trạch hàng hoàng bổn cảnh long thần hộ pháp nghĩa trang với Diêm Bình Dương chứng nhận dùng tấm lòng của chị Bích. Nam mô A Di Đà Phật. Round the world,
Anh ơi. Sáng mình làm rồi cái thủ tục này thấy có lý ạ. Sáng nay rồi cái khăn giấy nãy đâu ra. Học lại nha. Giờ mình di chuyển vào đây ha quý anh chị. Sáng nay có cúng một cái mâm cơm này ha. Mâm cơm nho nhỏ buổi sáng. Cái dưa chua đó là chay ha mặn chị? Chay. Chay hả? Còn cái kia là khô ha. Đó quý anh chị, có khô, có chay, có mặn ha. Mà chú thì dùng gì cũng được, ta chủ yếu là tấm lòng thôi bà con thôi. Đó, cúng gì cũng được ha quý anh chị. Mình đi vào bên trong đây để là lau mộ ha quý anh chị. Buổi sáng nay là thấy xong mình lau mộ đi. Lau mộ chú thử test cái này luôn ha quý anh chị. Cái bọc này là 1 kg hay sao vậy, hay nửa ký? 1 kg. Bọc này 1 kg hả? Ồ, 1 kg ha. Rồi. Đó, buổi sáng là mình lau. Cái này nó rút ghê á. À, lau đi vậy, lau đi. Đó, người lau một bên, chị lau bên đây đi, em lau bên đây cho. Ồ, cái khăn này nó rút ghê luôn á quý chú chị. Đó, người lau một bên. Xếp lại một cái ha. Ồ, quá rút rồi. Rút ghê luôn á. Rút mình dắt ra luôn ha. Ồ, khăn giấy màu trắng tinh mà nó rút quý anh chị. Rồi để cái này qua bên đi. Cái này là qua ngày cho vô đây luôn chị. Làm rồi đó. Mới chui mặt đậu rồi đó. Gì hả? Em chui rồi. Làm em là lúc em lau gội chứ em là lỡ là lau phải lau hai cái hình của chú trước, lau trước. Đó, xong rồi mới lau chỗ khác. Rồi em mà lau hình chú một cái màu còn xong rồi đó, không có lau lại nữa. Ừ. Mấy anh em con thì ngày nào còn đây thì cũng sẽ lau mộ, giữ gìn mộ của chú cho thật là sạch đẹp. Đừng mời bà con cô bác đến đây viếng, có thể là để là xoáng tinh luôn nhìn. Dạ đúng rồi, rất là tiện luôn ha. Ừ. Rồi chị ui chị quá êm luôn ha, tiện luôn, dắt vô rửa tay luôn, nó rút nước ghê luôn á quý chị. Không, cái này là được, có lý. Nè ha. Nè. Dắt nước rửa tay luôn rồi thấy không? Quá trà luôn rồi. Nước rơm vô rồi. Nhiều quá. Sao? Mấy bữa nay ảnh mất công chuyện, không biết làm cái gì không biết nữa, em không rành. Chống vòng tới, chống vòng tới. Không ta chỗ tiếng luôn mà diệt vong chống vong. Ồ, cái này đúng rồi, im cái này im, cái này là đặt, cái này là đúng bài luôn á. Ồ, cái này ngon luôn ha. À quý chú vậy, à để gì mình test cho bà con cô bác ha. Nè đó, ghê không, quá lợi hại luôn. À,
giờ mình lau cái này. Giờ mình lấy tấm giấy khác rồi lau chơi. Ê ha. Ờ à, đúng rồi ha, bữa qua em nói rồi đó thấy không, lấy cái ấy chụp lại, mũ chụp lại, ok. Không mua đâu, ổng có sáng ổng mù vậy đó, sương mù vậy đó. Nữa mình lao vậy đi, xong cái nữa mình lao là cái nữa để cho tí xíu nó gáo gáo là mình lao 2-3 lần chị. Sáng quá nước ha, nhờ có khăn giấy này chứ khăn giấy kia chịu gì nổi chị, khăn giấy kia là chịu đâu nổi. Cái giấy này chịu mới nổi thôi. Cái giấy này là ok luôn á quý chú chị. Ồ tét rút nước quá tàn luôn. Chờ mưa chịu mới nổi thôi. Tới đâu mình dắt tới đó mình nhập vô 3-4 cái vô ha. Ngon lành. Ngon lành là đào luôn á. Mình lấy cái giấy sang ở trong này ra. Trong này còn đẹp nữa. Giờ dập được rồi. Dạ. Đó. Quá trời rồi. Tìm lắm đó nha. Đó. Ok đó, tôi lao xong cái chỗ này đó. Rồi khúc nha. Lao qua mưa quá chạy hả? Bệnh hả? Bữa nay bệnh hay trống vòng? Có bệnh không? Bệnh bữa nay sao trống vòng được tại? À, anh về anh dưỡng nữa, bữa nay anh đi Sài Gòn bữa nay. Đi vòng làm cái gì? Gặp người yêu cái gì? Nó chạy đi tìm vào cuối tuần nha, cuối tuần máu chảy về tim, tim chảy đầy máu. Vậy là ngày mai là hay hiểu rồi đó nè anh. Thôi chậu mưa lâm găm rồi, không quá xong rồi anh em mình đi thắp hương đi. Ủa sao anh lao cái này, anh lao này hồi nó bông ra, nó bông ra nó dính vô cái khăn giấy này không được đâu. Có cái khăn giấy khô kìa, khăn giấy này anh bao hồi nó bông ra nó dính vô trong cái mẫu của chú á. À, chị nhập 2-3 cái ra đi, anh giặt hết đó. Ủa anh giặt rồi đó. Đó rồi mấy anh em đi đốt hương xong cái coi cho mọi người lao lại lần nữa đi, ai có lao là lao lại lần nữa. Gấp anh ơi, gấp. À đây còn đây là khán giả Hoa Hồng Cà Mau kính viếng nghệ sĩ Vũ Linh. Sao mình anh không chuẩn bị cái đèn trước, đèn để đốt ấy anh. Đèn để đốt nhang á cho khán giả tới là thấy luôn.
giờ sáng nay à. Mưa thì không có lớn ha quý vị, không có lớn. Cái gì nó lâu lâu nó có một hột rắc rắc xuống à. Rồi ok. Sáng nay là chị Bích cúng khô cá lóc tự làm ha quý chú chị. Với là có mặn có chai, cà pháo là chai, còn khô là mặn ha quý chú chị. Một cái mâm cơm nhỏ nhờ Di Minh giái giùm nó. Cúng giái giùm ha quý chú chị. Đó, chỉ là đơn giản buổi sáng thôi. Cũng đầy những cái tình cảm ấm áp ha quý chung chị. Đó. Rất là ấm áp luôn. Buổi sáng này là chú ăn cơm sớm ha. Cái này mà Di Minh ở nhà á, cái món này là Di Minh phải chan nước lạnh vô quý chung chị. Đó. Đó. Còn ở đây không biết chú ăn sao. Di Minh ở nhà là chan nước lạnh vô. Đó. Xong rồi. Mắc hai cái ghế hả? Sao có lạc qua bên kia không? Coi chừng có lạc không nha. Khoan hả báo mắt. Tại vì khi lạc chừng có héo chứ gì. Nam mô A Di Đà Phật. Sáng nay là báo tin cho bà con cô bác luôn à, cô Xuân Yến là nghệ sĩ cải lương Nam Mô Phật gạo cội quý anh chị cũng đã ra đi mãi mãi với đất mẹ Quỳnh Hằng quý chú anh chị. Đây là cô Thanh Kiều Hoài nè. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chị đang lao hình của cô Thanh Ngô Huệ. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái này mình tranh thủ đừng cúng thắp hương sớm với chị. Nam Mô A Di Đà Phật. Khỏi muốn vô con mắt cái muốn ngá thở. Ủa ai cúng sữa ta? Nam Mô A Di Đà Phật. Ai cúng sữa buổi tối nè cho. Ai cũng sửa buổi tối. Sửa buổi tối thì đèn cày. Tưởng giếng sâu anh nói sợ dây dài. Ai đâu giếng cạn anh nói sợ dây ngắn. Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là vũ Nguyễn Văn Tấn nè. Phúc đức ông bà cao như núi, công cha nghề mẹ từ biển đông. Cây mọc có cội con nên nhớ, nước chảy có nguồn cháu chưa quên. Nó phải những câu từ, câu thơ để trên ngôi mộ là Di Minh đi ngang là muốn đọc quý vị. Đến thắp hương lần nào là muốn đọc hết. Còn đây là mộ của là nghệ sĩ đạo diễn điện ảnh Lê Văn Nam Mô A Di Đà Phật và người bạn đời của chú cặp một bên đó là cô Võ Phụng Thanh đó, quý chú anh chị. Cô mắc thì sinh 1929 và mắc 2014 đó quý chú anh chị. Nam Mô A Di Đà Phật. Đó, anh Ngọc đây em thắp hương cho. Anh thắp hương giùm hai, anh quay giùm đi. Nam Mô A Di Đà Phật. Con cũng xin phép
đội làm mũ. Thì hôm nào thì anh em mình cũng đều thắp hương buổi sáng nay quý chú chị. Đây là những người nghệ sĩ có công với là cống hiến nghệ thuật hoặc cho tất cả những bà con cô bác đều xem, nhất là những người mà người cha mẹ mình ngày xưa, ông bà mình hả quý chú chị. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là mình phải cắm 4 cây quý chú chị, tại vì đây là tới 2 người mà mình với là Ngọc thì phải 4 cây. Đó là nghệ sĩ Giang Châu và con của chú là Nguyễn Thế Sơn. Cái khu này làm như cây nghệ sĩ là như là Duy Minh là nhớ hết luôn quý chú chị. Nam mô. Còn đây là Quái Kiệt Tòng Sơn nè. Ông sinh ra ở là Long Hồ, Vĩnh Long quý chú chị, quê quán của ông. Nam mô A Di Đà Phật. Còn đây là cô Bích Lan. Cô Bích Lan thì cô ở Thanh Hóa. Nam mô A Di Đà Phật. Còn đây là nhà thơ Ngô Anh Chương. Ăn giấc nghìn thu dự bụi trần, bạn bè thấm quyến ấm lòng nhân. Xanh tiền bàn hữu bà con quý, về chốn tiền đài vọng cổ nhân. Viễn khách đến đây cho nhắn gợ, đôi lờ thăm hỏi đến người thân. Âm dương đôi ngã đành xa cách, xin gỡ đôi lờ cảm tạ anh Chương. Những cái lời thơ phải luôn thấm thiết vào cái lòng người. Nam mô Phật. Thay cho những cái lời nói gửi lời cảm ơn đến tất cả bà con của bác, người thân của mình. Còn đây là nghệ sĩ ưu tú Hồ Kiển quý chú vậy. Quê của chú thì ở Dòng Chơm, Bến Tre. Nam mô A Di Đà Phật. Còn đây là bà con có biết thì mỗi lần đến chỗ này thì Duy Minh cũng đều rất là thích những cái bài hát của chú nhạc sĩ Quynh Sử, đó là Nhận Cỏ Cho Em, Không Giờ Rồi, Đêm Lang Thang, Gội Cội Trái Tim, Nhành Cây Trứng Cá, Chiều Nước Lũ quý vị. Đó là những cái bài thì hát phải nói là đọc cái tựa đời không là nó mộc mạc mà gọi là nó gắn bó với cái đời thường của mình, bởi tuổi thơ của mình quý chú chị. Nam mô. Còn nhắc tới nhạc sĩ Thanh Sơn á, thì bà con cô bác ai cũng đều nhớ qua là một cái ca khúc rất là ấn tượng trong thời tuổi học sinh của mình, học trò. Đó là anh biết bài gì không? Bảy. Cái đó là của nhạc sĩ Quynh Sử. Đang nói với là mà nhạc sĩ Thanh Sơn. Quên, đừng nói quên nha, mới nhìn anh không nhìn đó hả? Nam mô Phật. Nỗi buồn hoa phượng đó, nó gắn liền với cái thời học trò á. Mình nghe một cái bài hát nào đó thì nó có cái từ đời thôi, rồi nó bao quát cả cái ý nghĩa trong đó, rất là hay luôn á. Nam mô A Di Đà Phật. Gái ai gái à? Nam mô A Di Đà Phật. Ôi giờ, ủa sao mình còn dư nhiều quá à anh? Hỏi anh em người 2 cây, 8 cây chứ à? Anh có quên cắm chỗ nào không? Ồ, mặc áo xanh luôn, xanh đậm luôn mới chịu á, màu xanh đậm. Để chơi màu tím mà chơi xanh đậm ha. Nó ăn gậu được ha. Nó môi mà. Nói chung là Duy Minh cũng muốn nói cho bà con tâm sự, bà con nghe luôn. Mình mang cái áo này không phải là mục đích gì, nhưng mà cái mình muốn thể hiện cái tấm lòng yêu quý của mình đối với là chú Vũ Linh quý quý vị, là mình tưởng nhớ đến chú đó, chứ là không có cái ý gì khác nha quý quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi
em cảm ơn anh Ngọc luôn ha. Còn quý của chúng chị ơi, bây giờ thì Duy Minh đã thắp hương cho tất cả những là nghệ sĩ cũng như là bà con gần quyến thuộc, gần khu mộ của chú Vũ Linh đó, bà con hàng xóm. Ta nói bà con xa không bằng lắng giềng gần của chúng chị, thì tối đửa tắt đèn của nhau. Ví dụ như mình đặt cái ví dụ thôi, ví dụ như ở nhà mình xưa thì giàu đó, thì có quả quạng cái rồi. Khi mà bà con ở xa của mình, bà con ruột thịt của mình ở xa đến thì cháy mẹ rồi. Cho nên là những người hàng xóm gần cái bên là những người luôn luôn là khi mà tối lửa các đèn là những người mà hỗ trợ mình đầu tiên nhất quý quý vị. Cho nên là Duy Minh luôn luôn lúc nào cũng là quý trọng những cái người mà hàng xóm của mình ha quý vị. Tối lửa các đèn có nhau, mình hú gáy mình la lên cái là có bà con đã là từ đang trong mông ngủ rồi cũng tung ra rồi quý vị. Đó là cái tình cảm hàng xóm ha. Nó thể hiện ở cái chỗ mà gần gũi hơn bà con xa, nó là ở chỗ đó. Bởi vì có câu là bà con xa không bằng láng giềng gần là chỗ đó quý anh chị. Vâng, thì video đến đây buổi sáng tại mộ của chú Vũ Linh thì Duy Minh cũng xin đi cắt những cái này ha, không để đây ha quý anh chị, tại vì để đây nó sẽ chặt hẹp và nhìn nó không có thẩm mỹ. Nên thì cắt một ngày là Duy Minh sẽ đem ra một bịch đó. Mình thấy cái tình hình khăn giấy nó như thế nào thì Duy Minh sẽ đem ra ha quý anh chị, thì tạm thời chắc cắt vô nhà chờ hay là như thế nào đó. Đó, để cho nó thoáng cái chỗ của chú ha quý anh chị. Chút xíu rồi cũng phải dọn mấy cái này lại nữa nè, dọn mấy cái này là sau khi kết thúc video này đó. Thì video đến đây như mình chia sẻ tại buổi sáng á của chú anh chị, thì mấy anh em vẫn còn đang trong tình thế là chủ động trước ha quý anh chị. Bịch hoa sẵn trước rồi, chờ mua lâm găm đó, nhưng mà không sao, chỉ là mua phùng thôi, không ảnh hưởng gì đến nhang hết đó. Thì bà con cô bác thấy video buổi sáng có nghĩa thì cho Duy Minh một like, một đăng ký ủng hộ kênh ha quý vị, giúp kênh tương tác với tất cả bà con cô bác gần xa trong ngoài nước được xem qua màn hình nhỏ của Duy Minh mỗi ngày. Và đây là cũng là một cái động lực giúp Duy Minh chia sẻ tại mộ của chú buổi sáng mỗi ngày cho tất cả bà con cô bác cùng xem. Bây giờ thì Duy Minh xin chào và hẹn bà con là một cái video tiếp theo ạ.